Rồi, ok, chào các bạn. Chúng ta tiếp tục ha. Như trên cái clip hồi nãy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách sử dụng hàm VLOOKUP. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài tập nha. Thì cái nào mà thầy thấy nó cảm thấy nó khó khăn hoặc làm cái mẫu cho các bạn á, thì thầy sẽ làm một cái, rồi sau đó các bạn dựa trên những cái này các bạn xem thì các bạn sẽ làm được ha. Ok. Thì trong phạm vi hôm nay thì các bạn sẽ làm 3 bài 8 9 10, hôm nay 3 bài thôi. Tại vì mai nghỉ lễ rồi. Cố gắng làm nha, các bạn cố gắng làm, chúng ta xem như là chúng ta được làm cũng được là gần 10 bài rồi đó ha, cũng nhiều đó ha. Ok, bài 7, bài 8 nè. Bài 8. Rồi, thầy hướng dẫn các bạn giải bài số 8 ha. Chịu khó coi đi, chịu khó coi nha. Bây giờ nè. Đây là một cái bài là cái phiếu giao nhận mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá khuyến mãi thành tiền. Những cái khác màu này là những cái người ta yêu cầu mình làm nè. Sau khi các bạn gõ cái bảng này vào ha, chúng ta làm tên sản phẩm. Các bạn nhìn nè, đây người ta cho một cái bảng phụ như vậy thì chắc chắn bài này là các bạn phải sử dụng VLOOKUP rồi đó, đúng không? Ok ha. Rồi bây giờ làm tên sản phẩm câu 1, tên sản phẩm căn cứ vào mã sản phẩm tra cứu trong bảng sản phẩm. Như vậy thì các bạn nhìn nha, XB01, XB01 đó là xà bông Lifebuoy. Như vậy thì là chúng ta sẽ tìm cái mã này trong cái vùng này để đưa cái tên lên đây, đúng không? Như vậy các cái dòng khác tương tự. Vậy chúng ta sẽ xây dựng, chúng ta sẽ làm bằng cái hàm VLOOKUP ha. Các bạn nhìn ha, bằng VLOOKUP, rồi VLOOKUP. Giá trị muốn tìm. Đây là giá trị muốn tìm, đó là OA5. Các giá trị muốn tìm nó trượt theo từng dòng, thành ra là các bạn không có cố định nha. Chúng ta chỉ cố định cái duy nhất là cái vùng thôi. Cái vùng nè, vùng. Cái vùng này là đây. Đúng không? Vùng dữ liệu. Ok, vùng dữ liệu. Thầy lấy nguyên vùng nha. Đối với vùng dữ liệu á, thì cái cột đầu tiên luôn luôn là cái cột để cho chúng ta tìm cái giá trị đó. Thành ra nếu mà chúng ta trong cái cột này mà chúng ta có một cái ô cột khác nữa thì nó sẽ không chịu đâu nha. Nó sẽ bắt đầu bằng cái cột mà nó có chứa cái giá trị mà chúng ta muốn tìm trong cái này nè. Còn cái cột kết quả trả về ở đây có hai cột, ba cột. thì nhiều cột cũng được không sao, nhưng mà khi chọn vùng tốt nhất thầy thấy là các bạn nên chọn là hai vùng, hai cột. Cái vùng chỉ có hai cột là hay nhất ha, nhưng mà này thầy chọn với ba vùng cho các bạn xem coi, nó ba cột trong cái vùng để xem coi nó có bị ảnh hưởng gì không ha. Ok, chúng ta F4 để cố định nó lại. Như vậy thì trong cái bảng vùng dữ liệu này nè, trong cái vùng dữ liệu này chúng ta có ba cột, cột 1, cột 2, cột 3. Dữ liệu mà trả về cho cái kết quả tại đây là cột số số 2. Số 2 ha. Rồi. Bài này là tìm chính xác hay tìm gần đúng? Chắc chắn rồi, phải tìm chính xác tại cái mã mà, đúng không? Mã là XB 01 luôn, chung nhi nó phải tìm chính xác. Chúng ta dùng cái phone hay là chúng ta dùng cái không ha. Không có nghĩa là không được phép lập, là luôn luôn phải chính xác. Nhớ vậy cho dễ nhớ. Chứ nhiều khi 01 chúng ta lẫn lộn, chúng ta làm nó ra kết quả như công thức. Nó ra kết quả nhưng mà thực chất bản chất của bài toán nó sẽ sai. Được chưa? Rồi. Các bạn thấy không? Bây giờ thầy trong cái vùng này nè, thầy cái vùng của thầy lúc này là nó tới ba cột. Thầy lấy cái dữ liệu mà đưa kết quả lên đây là cột số 2. Đây là cột số 2. Còn vùng có thể ba cột, bốn cột tùy chúng ta ha. Nhưng nhớ ha, cái giá trị tìm kiếm này nè. Thì nó trong cái vùng của nó phải bắt đầu là nằm nằm ở cột đầu tiên. Được chưa? Lưu ý chỗ này ha. Rồi. Lát nữa thầy sẽ nhắc lại cái này cho các bạn xem ha. Bây giờ mình kéo xuống. Ok, kéo xuống. Chuột nó không ăn. Rồi, ok. Được chưa? Rồi, câu 1 xong. Câu 2 nè. Câu 2 là đơn giá căn cứ vào mã sản phẩm. Câu 2 căn cứ vào mã sản phẩm, đúng không? Chúng ta sẽ tìm cái tra cứu cột đơn giá trong bảng trong sản phẩm. Như gì thì đây là đơn giá này, đây là sản phẩm này. Bây giờ là thầy làm thử cái cột đơn giá bằng VLOOKUP này, các bạn nhìn nào, bằng V nè. Chúng ta tìm giống như VLOOKUP thôi ha, chúng ta làm giống như cái câu số 1 thôi, VLOOKUP. Rồi. Giá trị cần tìm nè. Là lấy cái này đi. Bây giờ thầy sử dụng cái này. Bây giờ nha, nếu như thầy tìm trong cái vùng này
đúng không? Thì rõ ràng cái giá trị chúng ta tìm là tên sản phẩm, nó nằm ở cột thứ hai. Như vậy thì nó sẽ không ra, bởi vì cái giá trị muốn tìm trong cái vùng sản phẩm đó thì cái cột dữ liệu để chúng ta tìm á, nó phải nằm ở cột đầu tiên. Chúng ta thử nha, F4 lại rồi chúng ta như vậy kết quả này là cột trả về là cột đơn giá là 1 2 3, cột số 3. Cột số 3 kết quả là không chính xác ha, nó sẽ không ra. Nhưng nếu các bạn làm như vậy nè, các bạn nhìn nha, bây giờ cái vùng tìm kiếm của chúng ta bắt đầu từ cái cột tên sản phẩm, đúng không? Tên sản phẩm tức là cái chữ label, xà bông label này nè, nó phải nằm ở ngay cái cột đầu tiên, tức là tìm trong vùng đầu tiên ha, trong cái cột đầu tiên của vùng á. Là thử ha, rồi kết quả trả về là cột 1, cột 2 không, nó sẽ ra được không? Lúc này chúng ta sẽ kéo nó một cách nhẹ nhàng đó. Chúng ta lưu ý chỗ này ha, nhớ là khi kéo cái vùng tìm kiếm nó cũng quan trọng lắm nha, nhiều khi chúng ta tìm hoài không ra đó. Thì chúng ta có thể căn cứ trên tên sản phẩm cũng được, nhưng mà bài này người ta yêu cầu là căn cứ vào mã sản phẩm, cho nên chúng ta làm cho nó đúng nha các bạn. Bằng VLOOKUP thì thử nhiều trường hợp để cho các bạn thấy được nhiều vấn đề, để khi các bạn làm bài các bạn hiểu hiểu một cái này qua những bài khác các bạn làm rất rất là dễ. Còn dĩ nhiên thì thầy nói đây thì nó hơi dài dòng, hay các bạn chỉ có lắng nghe. Ok, bây giờ thầy bắt lại bằng mã sản phẩm. Ok, kéo lại, bây giờ kéo lại đó, được chưa? F4 mã sản phẩm, nhưng mà bây giờ nè, cột kết quả trả về của chúng ta là cột mấy? Một nè, các bạn thấy là cột mã sản phẩm, cột tên sản phẩm, cột đơn giá gì, cái cần lấy của chúng ta là cột số 3. Nhớ nha, không phải là hai nữa nha. Vùng hai cột thì cột dữ liệu là nằm ở cột số 2. Nhưng mà vùng mà ba cột thì phải biết cái cột của mình nó nằm đâu, ví dụ vùng 4 cột, 5 cột, các bạn phải lý cho đúng. Rõ ràng đây là đơn giá nó nằm ở cột số 3, được chưa? Rồi chúng ta tìm chính xác ha. Enter, thấy chưa? À, như vậy các bạn hiểu được qua cái bài giải này các bạn sẽ hiểu được là gì, giá trị tìm kiếm, vùng tìm kiếm, và lưu ý là cái vùng tìm kiếm thì cái cột đầu tiên phải chứa cái giá trị cần tìm, cột đầu tiên phải luôn luôn chứa giá trị cần tìm nha, còn không thì nó không ra, nó sai, được chưa? Rồi chúng ta kéo xuống, kéo xuống ha. Ok, xong rồi. Rồi hai câu này khuyến mãi thành tiền này, cộng trừ nhân chia thôi với if thôi, thôi làm cho các bạn luôn nhé. Rồi ok, chúng ta nhìn ha, if đi. Wow, này if nhiều quá. Tính số lượng sản phẩm được khuyến mãi cho các mặt hàng theo quy tắc sau: mua 5 tặng 1. Cái này bài toán thực tế bên ngoài này các bạn. Cụ thể như sau: nếu mà các bạn mua từ 1 đến 4 sản phẩm thì không được tặng, nhưng mà từ 5 sản phẩm đến 9 sản phẩm thì được tặng một sản phẩm, từ 10 đến 14 thì được tặng 2, từ 15 đến 19 được tặng 3, từ 19 đến trở lên, từ 19 sản phẩm trở lên thì được tặng tặng 5. Đúng không? Mấy if theo các bạn, mấy if? Các bạn cứ nhớ đi, cứ hai điều kiện yes no, mà cứ hai điều kiện thì một if. Ở đây là 1 2 3 4 5. 5 cái thì chắc chắn các bạn sử dụng 4 cái if nhớ ha. Rồi if thôi, công thức if bình thường nhé. If bằng nha, các bạn bắt đầu mỗi cái hàm luôn luôn là dấu bằng. If if cái gì? If số lượng, nhớ nha, nếu mà số lượng từ 1 đến 4 như gì thì số lượng từ 1 đến 4 thì chắc chắn là số lượng chắc chắn lớn hơn không, thì phải là từ 1 rồi, không cần thêm cái 1 ha. Đến 4 là gì? Nhỏ hơn bằng 4, nhỏ hơn hoặc bằng 4 nha. Các bạn lưu ý đối với những cái bài if là phải chú ý cái biên độ nó nằm ở 4 là bằng 4 á, thì được tặng, thì không được tặng tức là tặng không, được chưa? Rồi ngược lại, if tiếp, nếu OD5 D5 này, bây giờ cái này là nhỏ hơn bằng 4 rồi, giờ sẽ ngược lại là lớn hơn 4 nhưng mà nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn bằng 9, nhỏ hơn bằng 9 thì được tặng là một sản phẩm. Tiếp tục if
D5 nhỏ hơn bằng 14, 14 thì tặng mấy? Tặng 2. Tiếp tiếp. D5 nhỏ hơn bằng 10. Hồi nãy là 14, giờ tới 10, 19. 19. D5 nhỏ hơn bằng 19 thì tặng 3. Đúng không? Ngược lại là lớn hơn 19. Ngược lại lớn hơn 19 thì luôn luôn tặng 5, đúng không? Mấy if? 4 if thì đóng 4 cái, 1 2 3 4, còn nếu không có các tự nó sẽ cho mình. Ok. Thấy chưa? 19 tặng 5. Đúng không? Các bạn thấy thật sự rất là dễ. Chúng ta làm theo thói quen, mai mốt những bài if như vậy lúc khớp là rất là dễ làm. Nhưng mà cái ở đây thầy nói, thầy muốn nói với các bạn là những cái này khi sau này khi các bạn đi làm, các bạn thấy nó rất là hữu dụng nha các bạn. 95%, 95% tất cả nhân viên đi ra ngoài làm thì sử dụng hai thứ, một là Word, hai Excel. Cho nên cái này gọi là nghề, môn nghề là như vậy đó. Các bạn có thể đến công ty, thứ nhất các bạn phải soạn thảo văn bản, cái thứ hai các bạn biết làm những bản tính, ví dụ tôi cần làm lương, làm kế toán, làm bảo hiểm vân vân, tất cả đều phải sử dụng một cái Excel này. Mà đây là những cái mà chúng ta xài rất thường xuyên luôn nha. Ok, giờ chúng ta qua bài câu 4. Câu 4 thì thầm tiền thì bằng lượng trừ khuyến mãi nhân đơn giá. Cái này thì đối với các bạn là quá dễ ha. Bằng lượng, nhớ nha, mở ngoặc lượng trừ khuyến mãi đóng lại nhân cho đơn giá ra thành tiền. Ok, xong rồi. Cái cuối cùng là tính tổng cộng. À, thế tổng cộng, cái tổng cộng còn nhớ không? Cái này còn nhớ hàm gì không? Tổng cộng chúng ta có hàm hàm sum nha các bạn. Sum là tính tổng, tổng từ đâu đến đâu thì chúng ta chỉ kéo nguyên cái vùng đó thôi. Ok, tổng từ đâu đến đâu ha, tổng từ đâu đến đâu chúng ta sum lại được chưa? Đó là tổng từ đâu đến đâu. Ồ ha, rồi như vậy thì đối với những bài này nó rất là dễ nha các bạn. Nhưng mà nhớ là mỗi lần làm chúng ta phải kiểm tra lại, thầy thấy nó có một cái gì đó nó sai sai, tại sao cái thành tiền này nó bằng không, đơn giá là đây. À, thì thấy cái sai nó rồi, các bạn nhìn nha, ô này là ô C6, trong cái công thức ở đây mình dùng là gì, D6. Như vậy thì sai từ chỗ này, như chỗ này sai là coi chừng ở trên nó cũng sai luôn. À, các bạn thấy không, thầy đánh lộn ha. C như vậy là rõ ràng là nó vẫn, các bạn thấy không, nó vẫn ra công thức nhưng mà nó vẫn ra số liệu, vẫn đúng mà vẫn sai, kết quả vẫn đúng mà lại sai. Các bạn thấy không, nguy hiểm không? Nguy hiểm vô cùng ha. Này 19, từ 19 trở lên nó tặng 5 đúng không, rõ ràng nó vẫn là số liệu nhưng mà cuối cùng là lại sai đó. Như vậy thì một bài toán các bạn nhớ lưu ý điều ở đây, cái chuyện sai là bình thường, các bạn công thức cài đặt, tại vì ví dụ như chúng ta cài công thức các bạn thấy nó vẫn ra kết quả, nó vẫn ra kết quả, nhưng mà vấn đề là kết quả đó là kết quả sai. Nếu chúng ta không chịu khó kiểm kỹ lại thì nó khi đi thi các bạn cố gắng ha, làm xong, tại vì làm rất là nhanh, kiểm tra lại thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy được vấn đề ngay ha. Ok, vậy thì đây là bài thầy hướng dẫn cho các bạn một bài. Các bạn có thắc mắc thì cứ lên comment trên cái Classroom thì thầy sẽ trả lời. Và các bạn cứ làm bài, làm cách từ từ không sao, làm xong rồi nộp trễ tí xíu cũng không sao ha, trễ tí xíu cũng không sao, nhưng mà nhớ làm bài đầy đủ. Thầy đã nói đây là cái bài mà chúng ta sẽ có thể tìm cái điểm cộng cho mình để chi, để thầy có thể lấy cho các bạn tất cả các cộng điểm khác, cho nên các bạn cố gắng hoàn thành. Và trên tất cả những điều đó thì đây là cái kỹ năng, cái kiến thức sau này chúng ta sẽ dùng rất nhiều nha, các bạn sẽ dùng rất nhiều ha. Ok, thân ái chào các bạn, tạm biệt.